À, nói về tương phản thì Huy đã có một cái video clip riêng rồi ha. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu một cách tổng quan về tương phản là cái gì hay là nó mang lại cho mình được những cái uh, gì hay thì trong cái clip trước thì Huy cũng đã nói rồi. Uh, tương phản hôm nay thì Huy sẽ nói lại và nói sâu hơn về một cái loại tương phản Huy thấy các bạn rất là hay quên đó là tương phản về kích cỡ ok nếu mà tổng quan nói lại chút xíu về định nghĩa thì tương phản là một cái design principle hay là nó là một cái quy luật thị giác một cái nguyên lý thị giác để mà có giúp cái design của mình nó trở nên nó thú vị hơn và tương phản về size hay là tương phản về kích cỡ nó có mọi người hiểu đơn giản thì nếu mà các bạn có hai cái visual elements hay là hai cái yếu tố thị giác mà nó khác nhau về cái kích cỡ đó, thì mình gọi nó là có tương phản về kích cỡ thì tương phản trong cái video trước Huy chỉ nói tới là cái phương diện nó làm cho cái design mình thú vị hơn Nhưng mà trong cái video này Huy sẽ giải thích một vài những cái ví dụ mà nó mang được cái tính truyền thông ở trong đó nữa ấy là khi mọi người có thể dùng cái tương phản để mà kể một cái câu chuyện hay để một truyền thông Một cái idea, một cái concept, là một cái ý tưởng, một câu chuyện gì đó, đó Thì trong đây Huy sẽ ví dụ ha Rồi ok Hồi đó thì Huy có đọc một cuốn sách của ông Chip Kit thì ông có giải thích rất là rõ những cái design của ông, tại sao ông lại chọn cái màu như thế này, tại sao lại chọn cái kích cỡ như thế này. Thì Huy rất là ấn tượng những cái phần to nhỏ của ông. Cuốn đó như là tên là The Kids Guide to Graphic Design, các bạn có thể search Rồi, và đây là một cái poster trong cái sách đó. Và Huy không chém gió cái poster này có ý nghĩa gì, mà Huy chỉ nói đúng cái trong sách nó nói. Đó là mọi người nhìn vô cái poster này, mọi người sẽ thấy nè là cái ông Batman này có phải là nó to hơn rất là nhiều so với lại cái thành phố đằng sau lưng của ổng không? Và cái điều này không phải là ổng làm cho đẹp không hay là ổng làm đại mà nó có cái ý nghĩa ở đằng sau đó. Đó, khi mà mọi người nhìn vô cái poster này, mọi người sẽ thấy là cái tương phản và kích cỡ giữa Batman và cái thành phố nó rất là to, rất là nhiều. Ông Batman rất là bự, giống như bao quanh cái thành phố vậy. Thì mình có thể cảm giác được và mình hiểu được cái đó là cái ý của ổng là ông Batman này ổng đang ổng đang quản cái thành phố này như là không có ai có thể thoát khỏi Batman không có một cái tội phạm nào có thể thoát khỏi cái ánh nhìn và cái sự ảnh hưởng của Batman và nguyên cái thành phố này là sẽ có một cái người như Batman một người to lớn một người có một cái idea hay là có một cái sức mạnh một cái kỹ năng tốt để mà quản lý cái thành phố này đó thì trong cái poster này mình hiểu được cái họ chip kit đã dùng contrast dùng một tương phản kích cỡ để truyền tải cái thông điệp đó cho mình. Rồi có một tác phẩm nữa mà Huy cũng rất là thích của Chip Kid đó là cái bìa sách cho cái cuốn tiểu thuyết tên là Under the Light Thì trong cái cuốn tiểu thuyết này khi mọi người nhìn mọi người sẽ thấy ha, ở đây hơi nhỏ Nhưng mà nếu các bạn zoom kỹ vô thì cái chỗ này nè Cái chỗ nhỏ nhỏ này nó là một cái ông đang đứng ở trong một cái ánh đèn sân khấu Ánh đèn sân khấu rọi từ trên xuống nè và ông đứng rất là nhỏ ở đây thì mọi người có thể thấy là cái ánh đèn sân khấu này nó rất là mảnh và nhỏ so với lại cái mảng màu đen ở bên ngoài của cái ánh đèn sân khấu đó nó giống như là cái người này đang bị mắc kẹt trong chính cái ánh đèn sân khấu của họ nghĩa là trong cái ánh đèn sân khấu đó thì họ hiện lên mà xung quanh cái ánh đèn đó là một cái khoảng không rất là đen tối thì một phần là nó diễn tả được cái câu chuyện của cái tiểu thuyết này và cái tương phản về kích cỡ nó làm cho mình thấy được là cái ánh đèn sân khấu rất là nhỏ rất là hẹp rất là tù túng còn cái bên ngoài cái À, khoảng đen bên ngoài thì rất là bự, rất là đáng sợ nó Giống như khi mọi người kẹt ở một cái chỗ giữa sáng chỗ đó Nhưng mà mọi người bước một bước thôi Thì là mọi người sẽ chìm vào cái bóng đen rất là lớn, rất là sâu thẳm như vậy Thì ở trong đây cái tương phản và kích cỡ nó thể hiện và nó kể được cái câu chuyện đó Rồi Hay là nếu mọi người nhìn vào những cái poster đảng <laughs> à, Giờ nói tới poster đảng mọi người cũng nhìn nhiều rồi ha Thì cái này là poster đảng Cộng sản ở Hàn Quốc thì mọi người nhìn thấy đây có một hình ảnh của một cái anh lính rất là điển trai đang cầm một cái lá cờ rất là to và ở dưới đó là những cái người nông dân công nhân chiến sĩ là đang đi theo ảnh thì mọi người sẽ thấy được cái tương phản về kích cỡ giữa cái lá cờ này với cái anh điển trai này với lại cái những cái người ở dưới và nhất là cái lá cờ mọi người để ý cho huy là cái lá cờ này rất là to nó to hơn cái lá cờ mà mình cầm trong thực tế thì cái điều này mình phải hiểu là tại sao lại như vậy thì ở đây theo huy đoán là nó thể hiện cái uh, lý tưởng nó giống như tất cả mọi người đều đồng lòng theo một cái ý tưởng và cùng đi theo một người Hả? nó giống như là kiểu uh, có một cái lý tưởng về cộng sản lý tưởng về một cái đảng mới đó rồi quan tâm tới con người quan tâm tới người dân hơn cho nên cái lá cờ nó mới là cái bự nhất ở trong cái poster này ừ. xong rồi tới cái người dẫn đầu xong rồi mới tới những cái người xung quanh thì cái tương phản đó nó thể hiện được cái thông điệp đó ha rồi cái poster này cũng vậy đây cũng là hai người rất là to to hơn các cái thành phố ở đằng sau họ và đang cầm một lá cờ còn to hơn nữa thì nó cũng giống như cái trường hợp của cái poster trước là hai cái người này rất là to nó giống như là cái người à, cái lá cờ là to nhất đi thì hai cái người này là đang cầm cái lá tờ cờ đó như là cùng xây dựng một cái lý tưởng và đằng sau là một cái thành phố rất là phát triển thì ở đây nó thể hiện cái ý tưởng là ok cái cái, cái lý tưởng của Đảng cộng sản cái uh, lá cờ cái uh, niềm tin mình của mình vào Đảng cộng sản uh, và con người uh, giữ lấy cái lý tưởng đó thì là cái thành phố đó là cái mà sẽ thành phố phát triển đó sẽ là cái mà không cái, không có tránh khỏi Tức uh. là mình uh, uh, đi theo một cái lý tưởng nào đó rất là to lớn xong rồi mình uh, mình tập trung cho con người thì con người đó sẽ Build, hay là sẽ xây dựng cái thành phố đó một cái thành phố một cái đất nước phát triển đó, thì đây là cái thông điệp của cái poster này <laughs> hay là cuối cùng một cái poster phim đi như là nếu mà bạn nào xem Lock and Key á thì đây là một cái bộ phim mà có thể nói là không hay lắm <laughs> thật ra Huy rất là thích cái ý tưởng nhưng mà nó không hay lắm trong phim ha nhưng mà cái ý tưởng nếu mà Huy kể sơ sơ qua thì nói chung là có những cái chìa khóa với cái lỗ khóa ma thuật ấy, thì mỗi người sẽ có một cái lỗ như ở đằng sau gáy rồi nè xong rồi có một cái chìa khóa ma thuật thì để vô vặn cái thì sẽ có sức mạnh gì đó thì mỗi chìa là mỗi khác nhau thì trong cái poster này mọi người sẽ thấy là nó có cái lỗ khóa rất là to như thế này và người nó rất là nhỏ thôi đứng ở trước cái lỗ khóa thì nó thể hiện cho mình được là cái người này rất là nhỏ so với lại cái sức mạnh ma thuật của cái lỗ khóa đó ừ. thì giống như là mọi người ở đây đều được bị điều khiển bởi những cái lỗ khóa đó thì đó cũng là một cái concept chính của cái phim này đó, thì mình hiểu được cái contrast ở trong đây mình sẽ hiểu được cái thông điệp ha à, ok huy nghĩ đây là một cái thể loại contrast thể loại uh, tương phản mà quan trọng nhất nhưng mà huy thấy rất là nhiều người quên thì sau 3 năm đi dạy huy biết mà cho nên là từ nay nếu mọi người muốn làm một poster mà truyền tải thông điệp cho tốt thì hãy nghĩ tới tương phản đi ha à, những cái ví dụ huy đưa người có thể coi lại để mà mình cảm nhận nhiều hơn và trong thực tế khi mọi người nhìn một cái poster gì đó thì cũng hãy hỏi cho mình xem là cái tương phản về kích cỡ nằm ở đâu và tại sao người ta lại làm như vậy người ta muốn truyền tải cái thông điệp gì thì những cái thứ đó mình phải nhìn được chứ không phải là mình nhìn nó xong là mình ăn cắp là nó được thôi mình phải hiểu cái kết cấu của nó ok à, ba các bạn và chúc các bạn buổi tối vui vẻ